Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Lại trải qua một sáng bay trên trời, mọi người đã đến được thành phố cảng lớn nhất Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hải Duyệt Thành. Ông chủ bản đồ bao nhiêu tiền? 1 tệ. Được, đưa cái kia nữa. Cậu mua những thứ này làm gì, xem ra cũng không ngon lắm. Yên lặng chút đi, cậu chỉ cần duy trì tươi cười là được. Tại sao lại không cho tớ nói chuyện chứ? Tớ cứ muốn nói đấy. Công ty vận chuyển Hải Dương cảng Nhật Nguyệt. Chào ngài, tôi muốn hỏi chút, nếu tôi muốn thuê thuyền thì có giá bao nhiêu? Thuê thuyền? Cậu nhóc thuê thuyền làm gì, không biết trên biển không an toàn sao? Cậu nhóc, xưng hô hay thật. Chị à, mặc dù tôi còn nhỏ tuổi, nhưng lại không thể hiện tôi không thể làm ăn. Tôi muốn thuê một con thuyền chở hàng, chí ít là có thể chứa được 2,5 tấn hàng. Cậu muốn vận tải biển đi đâu? Đến cảng Thiên Mã phía đông, đại khái cần bao nhiêu tiền? Chí ít cũng phải 1.200 kim hồn tệ, cậu nhóc, đây không phải là một con số nhỏ đâu. Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi muốn biết tính an toàn như nào. Còn có thể cung cấp cho tôi thuyền như nào? Huyền tử, chúng ta thật sự cần làm như thế sao? Hình như không hợp quy tắc lắm. Lẽ nào cách làm của Nhật Nguyệt Đế Quốc thì hợp quy tắc sao? Sau cuộc thi lại ngang nhiên giam cầm đội viên, vốn đã phá hỏng quy tắc của Đấu La Đại Lục. Nhật Nguyệt có yêu nghiệt, ai? Ta chỉ là sợ, những tà hồn sư đó cũng... Chúng không dám. Những tà hồn sư đó trừ khi là muốn chết, hoặc là huy động toàn bộ, nếu không, tuyệt đối sẽ không manh động. Hơn nữa, chỗ chúng ta không có động tĩnh gì thì phía Vũ Hạo làm thế nào? Đây chắc là hồn đạo khí thăm dò trên cao. Yên lặng, ông làm trận này lớn thật. Cậu muốn dụ hết chúng lại đây sao? Không phải là đã đến rồi sao? Các ngươi là kẻ nào, tự ý xông vào biên cảnh đế quốc? Ta vẫn không nguyện ý sát sinh. Toàn bộ các ngươi đều bị bắt. Trọng lực kiềm chế. Hiệu quả cũng không tệ. Đã lâu lắm rồi không dùng. Được rồi, tiếp theo cần tuần tra biên cảnh rồi. Từng quân doanh một đi. Các vị túc lão tối nay vất vả rồi. Quân biên cảnh làm ăn kiểu gì thế? Thương vong gần 400 hồn đạo sư, còn dẫn đến lượng lớn trận địa hồn đạo pháp và kho quân hỏa bị phá hoại. Ngu ngốc phẩy một đám ngu ngốc. Phù. Sử Lai Khắc, cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Người đâu đến mời quốc sư vào cung nghị sự? Rõ. Hoàng hậu, em thấy thế nào? Bệ hạ đừng tức mà có hại đến cơ thể, chuyện này tôi thấy có điểm kỳ lạ. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù là đệ nhất học viện của đại lục, nhưng dù gì họ cũng không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Lần này hành động của Sử Lai Khắc học viện e là nhắm vào những người của học viện và những tông môn tham gia thi đấu bị chúng ta bắt trước đó. Muốn ép ta thả người. Chắc là có ý này, công kích sau đó e là sẽ còn tiếp tục. Họ dựa vào biên cương hai nước Thiên Hồn, Tinh La, tiến lui có chừng mực, rất khó đối phó. Vậy em nói xem, chúng ta nên làm thế nào đây? Bệ hạ hình như vẫn còn giữ chữ hồn đạo pháo DDNG tùy chỉnh cấp 9. Có dưới đất, cũng có trên không. Em muốn nói. Giết gà dọa khỉ mới có thể khiến những hồn sư đó không hỗn xược như thế. Còn chưa có mấy hồn sư chân chính trải nghiệm uy lực của hồn đạo pháo đạn tùy chỉnh cấp 9 đâu. Vong trung tâm rừng rậm tinh đấu, nơi hung hiểm. Tại sao mình lại không quên được cậu ta? Vận mệnh của cậu ta tại sao lại? Mình nắm giữ sức mạnh của vận mệnh, lại không nắm giữ được vận mệnh của mình, đáng buồn biết bao. Mình phải đi, mình buộc phải đi. Mình không thể nào để cho vận mệnh lại bị che lấp, mình cần giúp cậu ấy thay đổi vận mệnh. Mình muốn tranh giành lần nữa.